Ê, hình như ông áo trắng sau lưng ông đang đứng nhìn anh bạn nằm kia một lúc rồi đấy. Có thể đó là người quen của anh ấy chăng? Đúng rồi ông. Kia có phải cuộn giấy vệ sinh không ông? Sao có cả chốt nữa vậy? Một dạng bom khói hay bom xả nước thế hả ông? Cứ đợi tập sau đi rồi ông sẽ rõ. Hỏi có mỗi thế mà không chịu trả lời. Cầm lấy đi, tôi chả cần đồ của ông đưa nữa đâu. Biết đáp án mà bắt người ta chờ tập sau nữa. Thì thôi cho ông cầm tất. Vậy ông lò kia cầm thanh kiếm gì xịn vậy? Nhìn như hắc kiếm ấy, ngầu vãi chưởng. Ông anh to con đằng sau thì cầm hẳn cái súng hai nòng luôn kìa. Toàn vũ khí lạ mà tôi chưa từng thấy. Nani? Ai nhấp nhô ở chỗ này thế? Nhìn như màn hình tivi ấy nhờ. Tìm hoài mà chẳng thấy ghi man đâu, chán ghê. Đừng vội nản thế chứ anh bạn. Đúng đó. Thế chuyển cho một chút năng lượng đi, cho tôi đỡ nản. Cậu ta gạt tâu tôi với ông kìa. Thôi đành vậy, trả ông năng lượng này. Chứ không cậu ấy lại ganh tị đến hết game mất. Dỗi như trẻ con ấy. Cởi bỏ đồ chiến ra luôn, nghỉ ngơi khỏi cần chiến đấu nữa. Anh đã làm vậy thì em cũng làm theo. Hay cái thằng này, đi đứng thế nào làm tao tí thì dẫm vào mặt thế. Em xin lỗi anh, em hơi say. Đứng im đó, tưởng xin lỗi là xong à. Nhìn thẳng vào mặt tôi xem cậu thấy gì. Tôi nhìn thấy bọn họ đang đi lùi. Ý tôi là, tivi của tôi xịn không? Không có người quay mà vẫn bắt sóng được ấy. Điều, chắc ông nhờ tác giả quay đúng không? Mấy hôm nay tôi không thấy ông đâu. Chứ không sao quay nét cứ như đang truyền hình trực tiếp vậy. Chắc thế.